kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một điểm đến hấp dẫn, đầy bí ẩn và vô cùng thú vị. Đó chính là Vườn Hoàng Cổ Trấn. Cách đây hàng ngàn năm trước, đôi chim Vườn Hoàng bay qua ngôi làng này và chứng kiến ngôi làng đang bị chìm trong biển lửa nguy kịch. Xót xa trước cảnh tượng đó, và với lòng yêu thương dành cho người dân địa phương, đôi chim quyết định lao vào ngọn lửa, hy sinh bản thân để cứu lấy ngôi làng. Và từ đó, cái tên Phượng Hoàng Cổ Trấn được đặt tên để tri ân và tưởng nhớ đến đôi chim thiên đã hy sinh. Hy vọng video sẽ mang lại những kiến thức mới, cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Bách niên giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại. Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn. Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều đặc biệt của Phượng Hoàng Cổ Trấn ở phần cuối của video này. Phượng Hoàng Cổ Trấn. Phượng Hoàng Cổ Trấn được biết đến như là một trong những cổ trấn nổi tiếng và thịnh vượng nhất của Trung Quốc. Nơi đây thu hút du khách trong và ngoài nước ngày càng nhiều bởi chính cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Ban đầu, Phượng Hoàng Cổ Trấn chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm về một phía của bờ sông. Theo thời gian, người dân bắt đầu chuyển sang sinh sống ở cả hai bên bờ, khiến bờ sông trở thành một điểm nhấn đặc trưng của cổ trấn Phượng Hoàng. Dọc theo hai bên bờ sông, bạn có thể nhìn thấy những người dân vẫn giữ thói quen tắm sông, giặt giũ và nấu ăn. Đây là một phong tục tập quán của trấn cổ, tạo nên một không gian độc đáo để trải nghiệm. Các dân tộc sinh sống tại cổ trấn chủ yếu là người Miêu, người Hán, Thổ Gia, Hồi, trong đó người Miêu là chủ yếu. Với tuổi đời hơn 1.300 năm, Phượng Hoàng Cổ Trấn đã được công nhận là điểm du lịch 4A của Trung Quốc. Nó thu hút một lượng lớn khách du lịch mỗi năm. Với cảnh quan núi non xanh thẳm, cây cối tùm và sự yên bình bên dòng sông, cổ trấn sẽ đưa các bạn vào chốn bồng lai tiên cảnh, đứng trên cầu Hồng Kiều, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cùng với những giai điệu nhẹ nhàng du dương, bất kỳ ai ở cổ trấn cũng cảm nhận được lòng nhẹ nhõm và thanh bình đến lạ thường. Phượng Hoàng Cổ Trấn trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 28 tháng 8 năm 2008. UNESCO cũng thật tâm lý khi chọn ngày Hồng Phát có nhiều con số 8 nhằm mang may mắn đến với người Trung Quốc. Phượng Hoàng Cổ Trấn hiện nay chưa có sân bay. Để đi đến được đây, các bạn phải bắt chuyến bay từ Việt Nam đến Chương Gia Giới, cách Phượng Hoàng Cổ Trấn khoảng 280 km, rồi mới tiếp tục di chuyển đến trấn cổ mê người này. Cổ trấn của những cây cầu. Chữ Kiều trong từ điển Hán Việt có nghĩa là cầu. Trên một đoạn sông nhỏ ở Phượng Hoàng Cổ Trấn có không biết bao nhiêu là cây cầu. Cổ trấn gắn liền với những cây cầu được xây dựng với nhiều kiểu dáng, từ nhiều vật liệu khác nhau. Có cả chục cây cầu bắc qua đoạn sông ngắn chảy qua cổ trấn, và đằng sau mỗi cây cầu sẽ là một câu chuyện dài để kể. Các hình thái thời tiết được đặt tên cho những cây cầu như tuyết, tuyết kiều, cầu vòng, hồng kiều, gió, phong kiều, mưa, vũ kiều, sương mù, vũ kiều, mây, vân kiều. Thật là điều thú vị phải không nào các bạn? Cây cầu được cho là đặc biệt nhất ở đây chính là cây cầu Hồng Kiều. Hồng Kiều có nghĩa là cầu vòng. Hình dáng của chiếc cầu được thiết kế như một chiếc thuyền, với mái là hình ngôi nhà. Từ trên cầu Hồng Kiều, du khách có thể ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt trần của thị trấn cổ, được coi là gốc mái của rất nhiều nhiếp ảnh gia, chuyên nghiệp và nghiệp dư yêu thích. Phong Kiều có nghĩa là cầu gió. Khác với Hồng Kiều, thì Phong Kiều tạo được dấu ấn nhờ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bao quanh, trên nền rừng núi xanh ngắt xa xa và những ngôi nhà gỗ nâu đỏ ngay phía sau, cây cầu nổi bật với nền đá trắng và mái nâu rêu phong. Đặc biệt, Phong Kiều được thiết kế nổi bật với khu nhà ở giữa cầu là nơi để các du khách có thể dừng lại ngắm quang cảnh của cổ trấn. Vũ Kiều là cây cầu của sương mù. Những ngày trời mù sương, cây cầu như ẩn như hiện, tựa ảo ảnh, thấp thoáng có bóng thuyền lướt trên mặt sông mà như đạp mây cưỡi gió, đưa du khách đến chốn tiên cảnh. Vân là mây, kiều là cầu. Vân kiều tức là cầu mây. Đây là cây cầu của sự ranh giới phân chia cổ trấn làm hai phần, một bên cổ kính và một bên là hiện đại. Bên này cầu là lịch sử hơn 1.300 năm của Vượng Hoàng, với những ngôi nhà sàn bằng gỗ ven sông hay những ngôi nhà đá xám kiên cố. Tuyết Kiều là một trong bốn cây cầu tuyết, vũ, vụ, phong do họa sĩ đương đại xuất chúng Hoàng Vĩnh Ngọc thiết kế. Ngoài ra, tổng số 10 cây cầu tại Phượng Hoàng Cổ Trấn thì còn nhiều cây cầu vô danh khác và cũng không kém phần độc đáo. Mỗi cây cầu, mỗi vẻ tạo nên một điểm nhấn và vẻ đẹp huyền ảo cho Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Những kiệt tác kiến trúc này không chỉ đơn thuần là những công trình giao thông mà còn là những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo. Các bạn hãy dành thời gian khám phá và tận hưởng sự thăng hoa nghệ thuật tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, nơi mà tất cả những điều tuyệt vời của văn hóa và kiến trúc hội tụ. Bắc Môn Cổ Thành. Bắc Môn Cổ Thành còn được gọi là tòa tháp phía Bắc, nằm ở phía Bắc của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tòa tháp này đã gắn liền với những thăng trầm của lịch sử vùng này nói chung và Phượng Hoàng Cổ Trấn nói riêng. Được xây dựng từ thời nhà Minh, Bắc Môn Cổ Thành là một trong những di sản văn hóa cấp nhà nước và được đưa vào danh sách cần được bảo tồn. Với lối kiến trúc tinh tế, được xây dựng bởi gạch đỏ và đá xanh, lại nằm ngay bên bờ dông sông Thơ Mộng, Bắc Môn Cổ Thành sẽ mang tới cho các bạn những trải nghiệm tham quan đầy thú vị. Bắc Môn Cổ Thành nổi bật với 4 cánh cổng được thiết kế hình vòm với 2 cánh cửa sắt kiên cố. Đứng trên đỉnh Bắc Môn Cổ Thành, du khách có thể tận hưởng một cái nhìn toàn cảnh về con phố cổ ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, hòa quyện với dòng sông lãng đãng, tạo nên một vẻ đẹp êm đềm, thơ mộng và truyền cảm hứng cho những tâm hồn thơ ca của nhiều nhà thơ. Bắc Môn Cổ Thành không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của khu vực. Các bạn hãy dành thời gian để khám phá, trải nghiệm và chiêm ngưỡng sự đẹp tuyệt vời của nơi này. Kiến trúc Điếu Cước Lâu. Điếu Cước Lâu là một loại kiến trúc truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là của người Miêu tại Trung Quốc. Điếu Cước Lâu khác biệt với các loại nhà sàn thông thường là nhà sử dụng cột gỗ làm thành phần chính. Một điểm đặc trưng của kiến trúc Điếu Cước Lâu là kiểu bán sàn, nghĩa là chỉ một nửa diện tích của ngôi nhà được xây dựng trên các điểm chống đỡ như sườn núi, mặt đất, nửa còn lại là mặt nước. Phượng Hoàng Cổ Trấn đã khéo léo lựa chọn vị trí xây dựng kiến trúc Điếu Cước Lâu trên các khu vực địa hình gần sườn núi và bờ sông với bề mặt dốc lớn. Mặc dù có vẻ như kiểu bề mặt này sẽ không đủ vững chãi cho một ngôi nhà, nhưng thực tế lại chứng minh rằng kiến trúc Điếu Cước Lâu rất ổn định và an toàn. Một căn nhà thường có từ 2 đến 3 tầng, tầng trệt được sử dụng để lưu trữ củi, dụng cụ lao động và cũng có thể làm chỗ ở cho vật nuôi. Các tầng cao hơn là không gian sinh hoạt cho cả gia đình. Theo truyền thống của người Miêu, khu vực sinh hoạt được chia thành 3 gian chính, với sảnh đường là không gian chính nằm ở giữa, đóng vai trò là nơi đặt bàn thờ. Phía trong là phòng ngủ và phần còn lại được dùng cho các gian chức năng như phòng bếp. Các họa tiết trên nội thất trong phòng được trang trí với những chi tiết đặc trưng của người Miêu như mặt trời, mặt trăng hay hình ảnh của thần núi. Người ta ưu tiên sử dụng các vật liệu truyền thống của địa phương như gỗ, đá cuội, gạch và ngói nung từ đất sét để xây nhà. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra khả năng cách nhiệt, cách âm cho ngôi nhà, đồng thời bảo vệ nó khỏi mối mọt. Với kiến trúc Điếu Cước Lâu độc đáo và phá cách, Phượng Hoàng Cổ Trấn là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai yêu kiến thích kiến trúc và muốn khám phá vẻ đẹp độc đáo của vùng đất này. Ẩm thực. Ẩm thực ở Phượng Hoàng Cổ Trấn trong suốt thời gian dài qua vẫn luôn được nhiều du khách trên thế giới ca tụng, không chỉ hấp dẫn về hình thức mà các món ăn ở đây còn làm nức lòng nhiều người bởi hương vị đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những món ngon ở Phượng Hoàng Cổ Trấn mà nhất định bạn nên thử khi có cơ hội ghé thăm. Thứ nhất đó là mì Phượng Hoàng. Món mì ở đây có nhiều phiên bản khác nhau, tha hồ cho các bạn lựa chọn và thưởng thức. Mì trộn với các loại rau củ, thịt heo hoặc mì nước với nước dùng ngon ngọt từ thịt gà hoặc bò, hành tây, nấm kết hợp với cùng các loại gia vị. Hương vị đặc trưng thơm ngon của món mì các bạn chỉ có thể tìm thấy duy nhất tại thị trấn cổ này. Thứ hai là xương sáo Phượng Hoàng. Đây là món ăn có mặt trong nhiều quán ăn tại nhà hàng tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Người dân ở đây tự tay lựa chọn nguồn xương sáo tươi và chế biến. Xương sáo ở trấn Phượng Hoàng trong vắt như nước, thường ăn cùng nước đường nâu. Món ăn này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và tốt cho hệ tiêu hóa. Thứ ba là món bánh tép nhảy. Với nguyên liệu chính là tép tươi, sau đó nhúng với hỗn hợp bột và trứng, rồi đem đi chiên giòn. Người ta sẽ rắc hành và ớt để tăng thêm mùi vị của chiếc bánh tép giòn rụm bắt miệng này. Với giá chỉ 5-10 tệ cho một chiếc bánh tôm nhảy, thì đây chính là một món ăn vặt đường phố thú vị mà các bạn không thể bỏ lỡ khi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Thứ tư là món đậu phụ thối. Phượng Hoàng Cổ Trấn nổi tiếng với món đậu phụ thối hỏa cung điện. Món ăn nghe vui tai này thực chất được chế biến rất công phu. Đậu phụ được chiên giòn với dầu cây trà trong lửa nhỏ, khi ăn cho dầu mè và sốt tương ớt. Vị của đậu phụ thối không hề thối mà có vị béo của đậu và cay mặn của gia vị. Món cuối cùng là món lẩu cá cay. Với 150 tệ cho một nồi lẩu hai người vào khí trời se lạnh tại Phượng Hoàng Cổ Trấn là một lựa chọn hoàn hảo. Đây là món ăn mà du khách nhất định phải thử. Nồi lẩu nóng, hương vị cay nồng sẽ làm ấm cơ thể của các bạn.
Tuy chúng ta đã khám phá và trải nghiệm nhiều điều thú vị tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhưng còn rất nhiều nơi mà chúng tôi không thể đi hết. Nếu các bạn biết thêm nơi nào đó hấp dẫn hơn, thì hãy bình luận bên dưới để giao lưu với kênh Thế Giới Chưa Được Khám Phá. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ kiến thức về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại!